ai bảo chỉ có làm dâu hào môn mới khổ. Nhìn Đậu Kiêu và Đường Tăng chỉ Trọng Thụy sẽ biết, trở thành Trạn Vương cũng lắm cay đắng bẽ bàng. Xưa nay, mỗi khi nhắc đến cuộc sống hào môn, đa phần khán giả đều nghĩ ngay đến dàn sao nữ với đủ nỗi bẽ bàng khi phải giải nghệ, chịu đựng mẹ chồng khắt khe cho đến nhà chồng hắt hủi. Thật ra, đâu chỉ làm dâu hào môn mới khổ, trở thành Trạn Vương cũng lắm nỗi bi ai, chỉ là ít người biết mà thôi. Nếu nhìn vào cuộc sống hiện tại của hai Trạn Vương khét tiếng hoa ngữ là Đường Tăng Trì Trọng Thụy và Đậu Kiêu, bạn sẽ nhận ra làm rể của phú bà cũng mất mát nhiều lắm đó. Trì Trọng Thụy. Trì Trọng Thụy được khán giả biết đến nhiều nhất với vai Đường Tăng trong Tây Du Ký, cũng là người được ca tụng là Đường Tăng điển trai nhất đó. Cũng nhờ phần nhìn vượt trội ấy mà ông khiến nữ tỷ phú khét tiếng Trần Lệ Hoa mê như điếu đổ rồi thổ lộ tình cảm. Dù Trần Lệ Hoa đã qua một đời chồng lại có con riêng, tuổi tác cũng lớn hơn mình nhiều, nhưng